mọi người theo dõi mình đàn nha. Đây này, đây là sườn, đây là đồi nha, bao nhiêu là cây cối nha, đấy, 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 đồi nhà mình đấy. Xin chào mọi người, theo dõi mình nha, mình đào thang đi xuống nhà sàn nha. mình nha, con mình nha, mình vào mặc cầu thang để đi xuống nhà sàn nha, xuống ao cá nha, xuống nhà sàn nha. Xin chào mọi người theo dõi mình làm nha. Theo dõi mình làm nha. bậc cầu thang lên nhà sàn. Theo dõi nhìn lặng nha. 3, 18 rồi. 27. Rồi, rồi, thế nào mà nó lại rơi thế này nhỉ? Mình chả hiểu không? Thế nào? Đâu được nghĩ mình làm thế nào được như này. Mình chẳng biết làm thế nào được đâu. Các anh em cứ theo dõi mình làm nhé. Ông dạ như thế nào bây giờ nó sụt xuống thế nào, làm thế nào nhỉ? Thôi thì các anh em thông cảm với Trương đi. Lục quá thôi. Mới đầu đấy thì mới xuống mới cho là cái thế nát nó rơi bật máy giờ ta chịu ta chở được cái máy mà đang quay chỉ máy nào tự nhiên nó rơi ụp vùng dưới đất ấy. Nha mà ta gọi gì thế mà không nghe máy. Đang ơi thì thấy nó chơi ụp đổ ụp xuống đấy, chiêu chả gai được lên. Thế chứ rồi bắt đấy thì để thế này. Rồi. Cái này giờ tới thế nó. Để thế này cho nó chặt. Bị trốn đấy. Đây mình ấy thế này có được rồi. Nó đang bị trốn. Ừ, nó là đang nói chuyện đấy, đấy kéo lên có được không? Phải giữ vậy chứ, kéo được không? À, phải giữ lên thế không? Phải biết đầu. Cái tự nhiên đang ơi kia thế thấy nó ụp dưới thế này. Con có 10 phút nữa đi ta về. alo. Con làm cái gì thế? Làm cái gì đây? À, Zalo này em không có nhà rồi, em đang lao chỗ cùng bà Hương, em đang đau đất đấy, cho nên không có Zalo. Đau chỗ cùng nhà Hương xuống, cái đất cái dầm dầm. Em không có Zalo, em ở nhà vì có Zalo được. Hả? Nắng quá không? Em cứ tưởng để em đang định nhớ về để 3 rưỡi ở 3 rưỡi về để đi đấy. Em đang định hả? Thế thôi 4 giờ thì không bị gọi lại nữa nha. Chẳng em về em nạp pin đấy em không nghe nữa đâu nha. Xin chào mọi người, đến đây video của mình đến đây là kết thúc nha. Mình xin chào mọi người nha.